Xin chào các bạn. Đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất dự kiến cuối năm 2024 thông xe đưa vào sử dụng. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2024, tôi tiếp tục cập nhật hình ảnh mới nhất đường ven biển ở vị trí cầu Hoàm Răng, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất cũng như toàn cảnh 21 km đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất. Hình ảnh xây dựng cây cầu Hoàm Răng. Vị trí xây dựng cầu Hoàm Răng nằm tại khu phố Tà Lúa, thị trấn Sóc Sơn của huyện Hòn Đất. Đây là cây cầu dài nhất nằm trên đường ven biển Rạch Giá đi Hòn Đất. Tôi sẽ cập nhật nhanh hình ảnh nhà thầu đang xây dựng các trụ cầu Hoàm Răng. Quan sát trên công trường thì nhà thầu hoàn thành 5 đến 6 trụ cầu, đang xây dựng 2 trụ chính nằm trên dòng kênh Hoàm Răng. Dự kiến đến tháng 6 năm 2024, bước qua giai đoạn lau lắp dầm, xây dựng bản mặt cầu cũng phải trải qua một thời gian nữa. Về phần đường từ cầu Hoàm Răng về hướng núi Hòn Me của xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, cơ bản đã hoàn thành khoảng 95%, còn một số đoạn nhỏ đang được nhà thầu triển khai thi công. Khoảng cách từ cầu Hoàm Răng về đến núi Hòn Me, xã Thổ Sơn khoảng 10 km. Trên màn hình các bạn đang xem đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất đang được nhà thầu sơn làn đường, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông. Tôi sẽ chạy từ điểm đầu cầu số 2 về đến cầu Hoàm Răng xem thực tế trên tuyến đường có gì mới. Mặt đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất rộng 11 m, vì thế sẽ có 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Mặt đường chỉ cán đá láng nhựa, dự kiến sau khi đưa vào sử dụng khoảng 2 đến 3 năm sẽ được nâng cấp thảm bê tông nhựa mặt đường. Hiện tại cũng có một số xe máy, xe ô tô, xe tải đã thường xuyên chạy trên đoạn đường này. Mọi người sẽ bắt gặp các xe ô tô tập lái lựa chọn con đường này để chạy. Đoạn này trên tuyến đường còn có các cây cầu Thần Nông, cầu Thầy Xếp, cầu số 3, cầu Tà Hem, cầu Tà Manh. Dự án đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất có tổng mức đầu tư khoảng 950 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 20,8 km. Để kết nối liên vùng liên huyện, phá thế độc đạo của quốc lộ 80 qua các huyện Hòn Đất, Kiên Lương. Tỉnh Kiên Giang đã đầu tư đường bộ ven biển từ thành phố Rạch Giá đi huyện Hòn Đất và từ huyện Hòn Đất đi đến huyện Kiên Lương. Có 3 dự án đường ven biển kết nối thành phố Rạch Giá với các địa phương trong tỉnh Kiên Giang, gồm có 2 tuyến đường sắp hoàn thành đưa vào sử dụng là đường ven biển Rạch Giá đi Hòn Đất và đường 3 tháng 2 Rạch Giá đi Châu Thành. Còn đường ven biển Rạch Giá đi An Biên sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Như vậy, có thể hình dung được là đến năm 2025, bà con sẽ có thêm tuyến đường ven biển chạy song song với các quốc lộ hiện hữu nối thành phố Rạch Giá đi các huyện lân cận như Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương. Tuyến đường bộ ven biển từ thành phố Hà Tiên có thể nối liền đến tận vùng biệt thứ. Tuyến đường bộ ven biển này không chỉ giúp cho tỉnh Kiên Giang phát triển kinh tế xã hội mà còn cực kỳ quan trọng về quốc phòng an ninh. Còn bây giờ xin mời mọi người xem toàn cảnh đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất từ cầu số 2 về đến cầu Hoàm Răng nha.